Cái này là mình đang sử dụng là vi sinh là Copelox, mình gây màu nước và duy trì cái nguồn dinh dưỡng cho những con copepod nó có cái chất để nó sinh sống và nó phát triển để tạo ra cái thức ăn cho tôm và dọn dẹp cái môi trường. Thì mỗi một thùng cà lo vậy nè, cái liều lượng mình ủ là nửa gói Copelox, 1 ký mật đường, khoảng 1,5 ký đó, tầm khoảng 1 ca nhỏ đó, ca cầm tay đó, thì mình đổ vào pha với nước đầy. Thì đây là mình đã cho vào rồi, và đây là mình ủ 2 thùng luân phiên để mình đánh. Như nước này thì nó đã lên màu đẹp rồi thì mình có thể là mình đánh vào ban đêm, còn nếu mà nó còn trong thì mình sẽ đánh ban ngày cho nó lên màu. Đó. Đây là đây nè, khi mà Copelox bà con mình làm xong rồi á, sau 24 tiếng thì tất cả những cái giá thể mà trong cái gói Copelox á nó sẽ nổi lên mặt hết. Đây là chứng tỏ là vi sinh nó đang sinh trưởng, nó đang ăn cái lượng đường, sử dụng cái lượng đường để nó sinh trưởng và nó tiết ra những cái enzyme. Sau 24 tiếng thì nó sẽ biểu hiện là như thế này, là cái này là chưa đánh được nha bà con. Mình phải để cho nó. Đây là cái thùng mà đã 36 tiếng, thùng này đã 36 tiếng tối, tới tối khoảng 9 giờ là đủ 48 tiếng. Thì bà con thấy là mấy cái lớp màng trắng hồi nãy á, cái màng giá thể á, nó sẽ ăn, nó sẽ phân hủy hết. Hiện tại giờ bà con đang thấy nó sôi tim tim luôn. Nó đang sôi nhẹ nhẹ nè. Tức là vi sinh nó đã phát triển đủ độ rồi, nó sẽ sử dụng hết những cái dinh dưỡng trong cái gói Copelox, thì nó chỉ còn lại lớp màng nhẹ thôi. Lúc này thì nó đã gần đủ cái độ sinh khối rồi, thì chỉ cần tới thời gian thêm 12 tiếng nữa thì cái này nó sẽ hoàn toàn, nó sẽ trở thành một cái màn trắng, nó không còn những cái phần này nữa. Thì lúc đó bà con đánh xuống là nó sẽ không bị dơ nước. Nếu mà bà con đánh sớm quá, nó chưa có sinh trưởng đủ thì cái lượng dinh dưỡng nó còn dư thừa đi xuống ao, nó sẽ làm cho cái ao mình nó dơ. Nên có số bà con mới nói là có sử dụng Copelox rồi sao nó lại nhớt bạc. Vấn đề là bà con sử dụng chưa có đúng cách, tức là mình để cho nó sinh khối chưa có đủ thời gian, cho nên là cái mặt đường nó còn dư thừa trong cái ao á, khi đánh xuống là nó sẽ, cái lớp nhớt của mặt đường nó sẽ bám vào bạc, làm bạc nó bị nhớt. Đó, vậy là tới tính giờ thì mình cứ xuống mỗi ngày, nó sẽ duy trì được cái màu nước này. Bà con lưu ý là khi mà màu nước nó lên tới độ này là mình phải chuyển qua mình đánh ban đêm này. Tiêu mình đánh bằng ngày nữa là nước sẽ nó lên màu rất là sậm. Còn khi mà nước mình nó trong mới bơm vô á là mình phải đánh ban ngày. Thì ao này là ao của em á, là được thả được ba ngày tuổi rồi. Nếu mà bình thường thì cái màu nước này tầm khoảng tôm khoảng nửa tháng nó mới có được cái màu này. Nhưng mà mình khi sử dụng Copelox đúng cách thì nó sẽ màu nó sẽ lên sớm hơn, đạt đủ cái độ trong rồi để cho tôm nó mạnh dạng để mà nó bắt mồi tốt hơn, tôm nó đỡ sâu le hơn. Đó là một số lưu ý khi bà con sử dụng Copelox. Rồi, cảm ơn bà con.